Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trường kỳ kháng chiến là một nội dung quan trọng trong đường lối kháng chiến của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 1951, trong bức thư gửi đồng bào và bộ đội tả ngạn Liên Khu 3, Bác viết, trường kỳ kháng chiến nhất định gian khổ và nhất định thắng lợi. Sau thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài. Với danh nghĩa quân đồng minh, quân đội các nước ồ ạt chiếm đóng Việt Nam, theo sau là bọn thực dân Pháp lăm le muốn chiếm nước ta một lần nữa. Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đã xác định trường kỳ kháng chiến là tư tưởng quan trọng trong toàn bộ công cuộc bảo vệ nền độc lập nước ta lúc bấy giờ. Phân tích lợi hại của ta và địch khi ta thực hiện chiến lược trường kỳ kháng chiến, Bác viết, chiến lược ta đúng, địch muốn dùng cách đánh mau, thắng mau. Nếu chiến tranh kéo dài, hao binh tổn tướng, chúng sẽ thất bại. Vậy nên, ta dùng chiến lược trường kỳ kháng chiến để phát triển lực lượng, tăng thêm kinh nghiệm. Ta dùng chiến thuật du kích để làm cho địch hao mòn, cho đến ngày ta sẽ tổng phản công để quét sạch lũ chúng. Thế địch như lửa, thế ta như nước, nước nhất định thắng lửa. Hơn nữa, trong cuộc trường kỳ kháng chiến, mỗi công dân là một chiến sĩ, mỗi làng là một chiến hào. Tháng 11 năm 1951, trong thư gửi đồng bào và bộ đội tả ngạn Liên Khu 3, Bác viết, trường kỳ kháng chiến nhất định gian khổ và nhất định thắng lợi. Tuy quan điểm lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là đánh lâu dài, nhưng không phải kéo dài vô thời hạn cuộc chiến đấu, mà là vận dụng nhân tố thời gian một cách khoa học. Ở mỗi giai đoạn, ta tranh thủ thời gian để đánh bại các chủ trương, biện pháp của địch, nắm thời cơ thúc đẩy cuộc kháng chiến phát triển với những bước nhảy vọt, sớm giành thắng lợi cuối cùng. Vào cuối năm 1967, đầu năm 1968, người lại dự báo, sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Lịch sử đã diễn ra đúng như dự báo của người. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trước những hành động quân sự điên cuồng của Mỹ, nhưng được dự báo đúng và chuẩn bị từ trước, quân và dân miền Bắc, trong đó tiêu biểu là thủ đô Hà Nội, đã chủ động kiên cường chiến đấu và chiến thắng, làm nên một trận Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy. Dự báo nối tiếp của những dự báo trước làm cơ sở tiền đề cho dự báo sau. Kết quả thắng lợi từng phần của cách mạng cho thấy đó là một căn cứ khoa học để Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong di chúc. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà, đó là một điều chắc chắn. Ngày nay, nhờ thực hiện tư tưởng trường kỳ, kiên trì, quyết tâm, từ một nước nghèo và lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Có thêm nhiều điều kiện, tiền đề thuận lợi để vững bước trên con đường mà Đảng ta, nhân dân ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Thành tựu của 35 năm đổi mới đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển sáng tạo vào thực tiễn đất nước ta và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chuyên mục của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.